Linh xem trực tiếp Anh gặp Panama World Cup 2018. Harry Kane công phá khung thành Panama. Linh xem trực tiếp Anh gặp Panama 19 giờ ngày 24 tháng 6 trong khuôn khổ World Cup 2018. Sau đây là link xem trực tiếp. Các bạn có thể kéo xuống dưới video của chúng tôi để lấy link xem trực tiếp từ FPT Play, VTV Go hay VTV6 để theo dõi trận cầu đỉnh cao này. Xem trên FPT Play, trên VTV6 và VTV Go đều đã có link ở ngay phía dưới video. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt hai ứng dụng trên di động là VTV Go và FPT Play để có thể xem trực tiếp World Cup 2018. Chúng tôi đã cung cấp trên cả hệ điều hành Android và iOS hai ứng dụng này. Các bạn có thể tải về từ CH Play hoặc App Store để xem bóng đá theo link ngay phía dưới. Nhận định trận đấu. Tại bảng G, đội tuyển Bỉ đã có một vé vào vòng 1/8 World Cup 2018. Với tuyển Anh, trận đấu với Panama cũng mang tính quyết định và nếu giành chiến thắng, Tam Sư sẽ sớm giành vé đi tiếp. Chuẩn bị cho mục tiêu này, huấn viên Southgate sẽ có một số thay đổi trong đội hình xuất phát. Theo một số mẩu giấy chiến thuật của huấn luyện viên Southgate được tiết lộ, Rashford sẽ thay vị trí của Sterling, cầu thủ chơi không tốt ngày ra quân. Bên cạnh Dele Alli dính chấn thương, nên Loftus-Cheek sẽ đảm nhiệm vai trò đá chính. Với những sự điều chỉnh này, liệu đội tuyển Anh có thể mang về chiến thắng trước Panama? Về phía Panama, thất bại trong trận ra quân nhưng họ vẫn giữ được sự lạc quan trước cuộc đối đầu với Tam Sư. Trong những buổi tập gần nhất, các cầu thủ Panama luôn giữ sự vui vẻ trên sân, bất chấp đối thủ sắp tới là một đội tuyển Anh khác biệt đẳng cấp. Không thành công trong lần đầu dự World Cup là điều khó tránh với Panama. Thế nhưng niềm tin của Thủy Triều Đỏ là điều bất diệt. Và để giành kết quả tốt trước tuyển Anh, các cầu thủ Panama cần phải thể hiện hơn 100% những gì mình đang có. Lực lượng Anh, Dele Alli bỏ ngỏ khả năng ra sân. Panama, lực lượng gần như mạnh nhất. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhận định kèo Anh gặp Panama World Cup 2018. Harry Kane vùi dập kẻ lót đường Panama. Nhận định Anh gặp Panama diễn ra 19 giờ ngày 24 tháng 6. Tam Sư được đánh giá cửa trên nhờ lực lượng cầu thủ mạnh mẽ và kinh nghiệm hơn Panama. Nhận định Anh, trận đầu ra quân gặp Tunisia, đội tuyển Anh đã có chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane. Tiền đạo của Tottenham không chỉ mang về 3 điểm, anh còn giúp Tam Sư phá rớp 12 năm không biết ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Chuẩn bị cho trận gặp Panama, chắc chắn huấn luyện viên Southgate sẽ có những tính toán hợp lý nhất. Về tình hình nhân sự, Sterling và Lingard không thi đấu tốt, nhiều khả năng một trong hai sẽ bị thay thế bởi Rashford trong đội hình ra sân. Thông tin này cũng được báo chí quốc tế tiết lộ sau buổi tập của đội tuyển Anh. Các phóng viên đã ghi chép được buổi tập và nhận định Rashford sẽ đá chính trước Panama. Bước vào trận đấu với Panama, đội tuyển Anh không có đội hình mạnh nhất khi Dele Alli gặp chấn thương đùi. Ở buổi tập gần nhất, anh đã phải ngồi ngoài điều trị theo giáo án riêng. Mặc dù vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn với huấn luyện viên Southgate, bởi với lực lượng hiện tại, ông còn khá nhiều sự thay thế. Với đội hình gần như mạnh nhất, huấn luyện viên Southgate chắc chắn hướng tới chiến thắng trước Panama, bởi nếu mang về 3 điểm trận này, đội tuyển Anh sẽ chính thức có vé sớm vào vòng 1/8 World Cup. Nhận định Panama. Trận ra quân Panama thua 0-3 trước đội tuyển Bỉ. Thất bại này được dự đoán từ trước bởi họ là đội bóng tân binh. Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup trước đó, Panama chưa một lần tham dự. Vì vậy họ đến với vòng chung kết World Cup 2018 với mục tiêu chính là tích lũy kinh nghiệm. Với huấn luyện viên Gomez, ông vẫn có thể tự hào bởi trước đội tuyển Bỉ rất mạnh. Los Canarios đã thi đấu tốt khiến Quỷ Đỏ bế tắc suốt hiệp đấu đầu tiên. Phải đến hiệp đấu thứ hai, nhờ những sự tỏa sáng của các ngôi sao đội tuyển Bỉ mới có chiến thắng đậm. Trước đội tuyển Anh mạnh mẽ, Panama sẽ hướng tới mục tiêu một điểm. Bởi chỉ với kết quả này, họ vẫn níu kéo được cơ hội đi tiếp ở lượt trận cuối cùng gặp Tunisia. Đối đầu với đội tuyển Anh, niềm tin có lẽ là thứ vũ khí mạnh nhất với tuyển Panama. Hai đội chưa từng đối đầu nhau. Anh, Dele Alli bỏ ngỏ khả năng ra sân. Panama, lực lượng gần như mạnh nhất. Đội hình dự kiến Anh và Panama. Đội tuyển Anh, Pickford, Maguire, Walker, Skipper, Young, Lingard, Henderson, Loftus-Cheek, Rashford, Harry Kane. Đội tuyển Panama, Penedo, Murillo,
Escobar, Torres, Davis, Gomez, Godoli, Copper, Diaz, Bassanat, Tejada. Dự đoán Anh thắng 2-0. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 24 tháng 6, Anh hủy diệt Panama, Ba Lan gặp Colombia, Nhật Bản gặp Senegal. Tri Thức Vô Tận xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 hôm nay, ngày 24 tháng 6. Lịch thi đấu World Cup 2018 đêm 24 tháng 6 rạng sáng 25 tháng 6. 19 giờ ngày 24 tháng 6, Anh đối đầu Panama, tường thuật trực tiếp trên VTV6. 22 giờ ngày 24 tháng 6, Nhật Bản gặp Senegal, tường thuật trực tiếp trên VTV6. 1 giờ ngày 25 tháng 6, Ba Lan gặp Colombia, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Nhận định các trận đấu: Anh gặp Panama 19 giờ ngày 24 tháng 6. Tam sư được đánh giá ở cửa trên nhờ lực lượng cầu thủ mạnh mẽ và kinh nghiệm hơn Panama. Nhận định Anh: trận đầu ra quân gặp Tunisia, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane. Tiền đạo của Tottenham không chỉ mang về 3 điểm, anh còn giúp Tam sư phá rớp 12 năm không biết ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Bước vào trận đấu với Panama, đội tuyển Anh không có đội hình mạnh nhất khi Dele Alli gặp chấn thương đùi. Ở buổi tập gần nhất, anh đã phải ngồi ngoài điều trị theo giáo án riêng. Mặc dù vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn với huấn luyện viên Southgate, bởi với lực lượng hiện tại, ông còn có nhiều sự thay thế. Với đội hình gần như mạnh nhất, huấn luyện viên Southgate chắc chắn hướng tới chiến thắng trước Panama. Bởi nếu mang về 3 điểm trận này, đội tuyển Anh sẽ chính thức có vé sớm vào vòng 1/8 World Cup. Nhận định Panama: trận ra quân Panama thua 0-3 trước đội tuyển Bỉ. Thất bại này được dự đoán từ trước bởi họ là đội bóng tân binh. Trong lịch sử các vòng chung kết World Cup trước đó, Panama chưa một lần tham dự. Vì vậy họ đến với vòng chung kết World Cup 2018 với mục tiêu là tích lũy kinh nghiệm. Trước đội tuyển Anh mạnh mẽ, Panama sẽ hướng tới mục tiêu 1 điểm. Bởi chỉ với kết quả này, họ vẫn níu kéo được cơ hội đi tiếp ở lượt trận cuối cùng gặp Tunisia. Đối đầu với đội tuyển Anh, niềm tin có lẽ là thứ vũ khí mạnh nhất với Panama. Nhật Bản gặp Senegal 22 giờ ngày 24 tháng 6. Cục diện bảng H đã tạo nên những điều khá bất ngờ khi hai đại diện được nhà cái bóng đá đặt niềm tin nhất là Colombia và Ba Lan đều sải chân. Nhật Bản đã có chiến thắng khá may mắn trước Colombia khi ngay ở phút thứ tư họ đã được chơi hơn người và có một bàn thắng dẫn trước trên chấm 11m. Dù vậy, việc được hưởng lợi từ thẻ đỏ sớm của Colombia khiến giới chuyên môn không đánh giá cao chiến thắng của đại diện châu Á. Bên kia sân, Senegal đã phải mất đến 16 năm mới trở lại được World Cup. Họ giành vé đến nước Nga nhờ thành tích bất bại, 4 thắng 2 hòa và vị trí thứ hai. Trong lần thứ hai đến với giải bóng đá danh giá nhất hành tinh, Senegal tiếp tục nuôi tham vọng làm nên kỳ tích như lần trước, khi có khởi đầu như mơ với chiến thắng 2-1 trước Ba Lan ở lượt trận đầu tiên. Nhìn vào tương quan lực lượng và lối chơi quen thuộc, có thể dễ dàng đoán ra cục diện tấn công dành cho Senegal và phòng ngự chờ thời cơ của Nhật Bản. Đội bóng đến từ châu Phi vượt trội về thể lực cũng như thể hình, nhưng Nhật Bản lại là đội cực kỳ toan tính. Nhiều khả năng Senegal với đội hình chất lượng tốt hơn cũng sẽ có một kết quả ổn ở trận này, nhưng tỷ số bàn thắng sẽ không cao. Dự đoán kết quả: Nhật Bản thua Senegal 0-1. Ba Lan gặp Colombia 1 giờ ngày 25 tháng 6. Ở lượt trận đầu tiên, cả Ba Lan và Colombia đều thi đấu dưới kỳ vọng và nhận được những kết quả đáng quên. Vì vậy, ở lượt trận thứ hai, cả hai đội sẽ quyết tâm có được 3 điểm nhằm nắm giữ cơ hội có tấm vé vào chơi vòng 1/8. Ở trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Senegal, các cầu thủ Ba Lan đã gặp nhiều khó khăn trước hàng công đầy sức mạnh và tốc độ của đại diện đến từ châu Phi. Những hậu vệ dù danh tiếng nhưng đã luống tuổi của đội tuyển Trung Âu này liên tục bị những Niang hay Mane làm khổ để rồi phạm phải những sai lầm hết sức đáng trách. Còn trên hàng công, Lewandowski cũng không thể dẫn dắt các đồng đội vượt qua được hàng thủ chắc chắn của đại diện châu Phi dưới sự dẫn dắt của trung vệ đang chơi cho Napoli, Koulibaly. Đó sẽ là những vấn đề mà Ba Lan cần cải thiện nếu muốn có điểm trong cuộc đối đầu với Colombia hôm nay. Ở phía bên kia chiến tuyến, Colombia cũng đã bất ngờ để thua Nhật Bản với tỷ số 2-1. Nguyên nhân chủ yếu là do tấm thẻ đỏ cùng quả penalty ngay từ phút thứ 3 sau tình huống Carlos Sanchez.
cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Dù sau đó Colombia đã thi đấu rất cố gắng, nhưng việc thi đấu thiếu người đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện Nam Mỹ. Colombia 1-1 Ba Lan. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.